Cái van ba cửa hàng automat này á, thì nguyên cái cục này á, là nó là bằng hợp kim luôn nha, bằng nhôm hợp kim luôn đó, không phải hàng hàng thép nên nó sẽ không có hiện tượng là nó sẽ bị han rỉ đâu. Và cái thiết kế của nó ở trong cái lõi của nó là cái viên bi của nó là gần như là toàn bộ được toàn bộ cái lượng nước đi ngang qua bằng với lại đường ống luôn, nó không bị bóp lại giống như các cái van bình thường, như các cái van van